Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn đến với kênh Thằng Thầy Lợi nghe các bạn. Thì hôm nay Lợi nói về bài toán có lời văn, các bạn nên tóm tắt. Rồi, một khu rừng hình chữ nhật nè, có chiều dài là 12 km, chiều dài 3 km, tính chu vi và diện tích cái khu rừng đó, thì ở đây các bạn phải biết đây dài 12 km. Dài, mình lấy một đoạn để tượng trưng 12 km. Rộng, ngắn hơn 12 vậy, ít hơn 12 nè. Bao nhiêu à? 3 km. Vậy để tìm đoạn này ta làm phép gì à? Ta làm phép trừ, được chưa à? Vậy chiều rộng khu rừng là hình chữ nhật là, được chưa ? Tùy nghe các bạn. Rồi, ta lấy 12 trừ 3 là 9 km. Khi đã có chiều dài và chiều rộng thì các bạn chỉ cần áp dụng công thức muốn tính chu vi hình chữ nhật. Ta lấy dài cộng rộng tất cả nhân 2. Muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân chiều rộng. Nhớ chiều dài và chiều rộng phải cùng đơn vị đo. Nếu dài là km thì rộng phải là km. Rồi, các bạn sẽ tính được chu vi khu rừng hình chữ nhật là ta lấy dài 12 cộng rộng tất cả nhân 2. Phép tính các bạn làm trong ngoặc rồi tới phép nhân ra kết quả bằng bao nhiêu, các bạn comment kết quả ở phía dưới giúp Lợi. Tương tự diện tích hình khu rừng hình chữ nhật là ta lấy dài nhân rộng bằng bao nhiêu, các bạn hãy comment kết quả ở phía dưới giúp Lợi nha các bạn, và nhớ đáp số. Ok chưa ? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để Lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.